Hi Dinh và các bạn, chào mừng bạn đến với channel của mình. Thì hôm nay thì mình sẽ thử quay về tuổi thơ và chơi thử con quay vô cực sẽ như thế nào các bạn. Đó thì hôm nay mình sẽ thử lùa một con quay vô cực bằng nắp chơi và chơi thử nó có được hay không. Thì cũng khá là lâu rồi mình chưa lùa những series quay về tuổi thơ. Thì nếu các bạn thấy thích video này thì đừng quên like và đăng ký kênh nha. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện video này thôi. Và để thực hiện luôn được một cái con quay vô cực thì giờ mình đã chuẩn bị hết tất cả những cái nguyên liệu đây rồi. Đó đây là những hơi cái nắp chơi, một cái cây nến với hơi cái cục sắt để cho nó nặn và cho nó giữ. Và đây là một cái cây trụ ở giữa, đây là cây đinh mà lấy cây đinh nó trăng nè, cây đinh đục tường các bạn. Đó, giờ mình sẽ bắt đầu luôn một con quay vô cực đi qua về tuổi thơ thôi. Đó, giờ mình sẽ lấy hơi cái nắp chơi này ra. Đó, giờ mình đã chuẩn bị hơi cái nắp chơi này rồi. Đó, giờ mình sẽ dán hơi cái nắp chơi này lại. Sau đó mình sẽ lấy cái đinh mình xỏ qua. Trước khi dán thì mình sẽ đục hơi cái lủng bên trên cái nắp chơi này trước đã. Đó. Đó, rồi đi đục được cái nắp chơi này mình sẽ lấy một cái búa nhỏ nhỏ thôi. Đó, mình sẽ lấy cái búa này đập nè các bạn. Đập hơi cái lủng này chính giữa của nó. Ok, thì mình đã có hơi cái lủng rồi, sau khi đục xong thì mình đã có hơi cái lủng như thế này rồi. Đó, giờ mình sẽ lấy cái nấy này, mình cố định hơi cái nắp trên này lại. Đó không, giờ mình sẽ đốt cái lửa. Mình sẽ gió bằng tròn nha các bạn. Đó, sau đó khi tự thôi khó là đơn giản. Đó thì đây là một cái con quay cơ bản nhất bằng nắp chơi, các bạn có thể lùm tự nhòa. Đó, giống nhau là ok rồi đó các bạn. Để tiếp theo mình sẽ đợi cho nó khô một chút đó. Đó, sau đó mình sẽ xiên cái cây lên này qua cho nãy được thấy rồi mà. Đó bạn ơi, nó hoàn thành xong một cái cây bỏng rồi. Đó, giờ ở đây thì mình đã chuẩn bị thêm cái miếng sét. Đó thì hồi trước mình luồn á thì cái đánh nhẹ quá. Thế cái chơi nó quá là nhẹ cho nên là nó không có sai được. Cho nên giờ mình sẽ luồn thêm cái miếng sét ở dưới đây cho nó nặng. Để giữ cố định nó qua được nè các bạn. Đó, giờ tiếp tục mình sẽ lấy cái keo nấy này. Mình gió nó tiếp. Đó. Xin gió tới hơi nát luôn. Ok, sau khi gión xanh thì mình đã được một cái con quay vô cực rồi nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ lấy một cái sợi dây, mình quấn qua đây và mình luồn thôi. Ok. Bây giờ mình sẽ lấy một cái sợi dây để mình quấn lại nha các bạn. Đó thì giờ mình đã có một cái sợi dây rồi. Giờ mình sẽ quấn lại ở đây thôi và chút mình luồn như một cái con dụ á. Ba mất rồi bạn ơi. Chưa luồn ba rồi chưa. Đó thì ok, giờ mình sẽ lùm lại các bạn. Đó, giờ mình sẽ quấn trên một cái đầu dây, một cái lỗ nhỏ để chút mình xỏ cái tay vào. Rồi,
Rồi mình xỏ cái ngón tay kế mình vào. Bắt đầu chơi cái trò chơi này thôi. Mà mình mới dón nữa nó cũng chưa chết nữa. Giờ mình sẽ quấn nha. Đó, những cái dây đào thì mình sẽ quấn thật là đẹp. Đó, còn khúc sau thì mình quấn thẳng lại cũng được. Đó, thế là mình đã hoàn thành một con hoa rồi. Thì cái này là hoàn thành rồi không? Để không tốt ra đâu. Mình sẽ chơi thử nữa không? Chưa được con ơi. Đó, giờ mình sẽ chỉnh chỉnh lại tí. Ok, hồi nãy giờ quá có bốn thì chưa được luôn. Đó, bây giờ mình sẽ đó, con hoa được rất là ít luôn nhưng mà vẫn là hai nha các bạn. Do cái đánh nó quá là nhạy luôn, bọt cục sét rồi mình nó vẫn rất là nhạy. Giờ cái này cũng khá là nhiều hơi mất công luôn. Ơ, nó qua rồi kìa không? Đó giờ mình đã biết cách. Rồi mà bây ok, tìm nó hoàn thành sang cái clip. Trở thì tuổi thơ chơi con quay vô cực rồi các bạn. Thì nếu các bạn thấy thích video này đừng quên đăng ký kênh.